Thưa quý vị, thời điểm này, nông dân trồng hoa tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa đang tích cực chăm sóc hoa để phục vụ thị trường cuối năm. Thế nhưng những ngày qua do mưa nhiều khiến nhiều diện tích hoa bị ngập úng, cháy héo, kéo theo chi phí đầu tư tăng, gây áp lực cho nông dân trồng hoa. Làng hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa có khoảng 150 hộ, đã gắn bó nhiều năm với nghề trồng hoa, với diện tích khoảng 20-22 hectare. Những ngày này, nông dân làng hoa Kim Dinh đang tất bật chăm sóc hoa để cung ứng cho thị trường cuối năm, nhất là Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Tuy nhiên, thời tiết những ngày gần đây liên tục mưa khiến nhiều vườn hoa bị ngập úng, vàng lá thối rễ, héo và chết. Ông Nguyễn Hữu Khương ở khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh hiện trồng 2.000 chậu hoa thọ, cúc pha lê nhỏ và màu gà phục vụ cho ngày lễ sắp tới của bà con cháu dân địa phương. Tuy nhiên, do mưa nhiều nên khoảng 50% chậu hoa của gia đình bị sâu bệnh, úng rễ, phải đổ bỏ, không bán được. Mưa nhiều quá là ngập bông hoa là hư hết. Hư thì nó nằm ở cái khoảng độ hơn 1.000 chậu. Nó ngập quá là mình cũng không có dám làm, là bỏ không luôn. Coi như để nước không như này luôn, nhưng cũng không có làm, dám làm gì hết. Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng cũng lo lắng không yên khi hơn 50% chậu hoa thọ của mình chậm nở bông. Một số khác bị thối rễ, hư hỏng do mưa nhiều. Điều này khiến chi phí đầu tư chăm sóc hoa tăng cao, còn lợi nhuận chắc chắn không như ý muốn. Ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì hoa nó sẽ bị hư, rồi nó nhiều thứ bệnh lắm. Nếu mà mưa là có thể là bông nó sẽ bị vàng nè, rồi sâu nhiều, rồi có thể là nó không có nở theo đúng cái thời vụ của mình. Theo các hộ dân tại làng hoa Kim Dinh, hai tuần gần đây, thời tiết trên địa bàn tỉnh nhiều mưa khiến cho chi phí xử lý, phòng ngừa các bệnh úng cây, vàng lá và sâu bệnh gây hại của các nhà vườn trồng hoa cúc Tết tăng đáng kể. Mưa nhiều thì có, ảnh hưởng là vì là vàng, với là cây chết rụi, ngập nước ngập là cây chết nhiều, với là bị nấm. Mình ít thọc để nước cho nó, nước nó xuống, nó thoát nước cái gì để cây nhỏ. Nhưng mà sau này là cây nó bị vàng, với là bị úa. Là mình nó chết cây nhiều, nó chết rụi nhiều lắm. Sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng rau, trồng hoa tại Bà Rịa Vũng Tàu, chủ yếu theo hình thức truyền thống nên phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Chính vì vậy, khi thời tiết diễn biến cực đoan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và thu nhập của người nông dân. Trong khi đó, năm nay chi phí đầu tư cho vụ hoa tăng từ 25-30% so với những năm trước, nên sự bất lợi của thời tiết khiến nhiều nông dân Kim Dinh đối mặt với khó khăn thua lỗ.